Vừa qua, gần 100 cán bộ đoàn là thường trực các cơ sở đoàn khu vực công nhân lao động trực thuộc thành đoàn, cán bộ đoàn chủ chốt phụ trách công tác đoàn và phong trào thanh niên công nhân tại các quận, huyện đoàn và thành phố Thủ Đức đã tham gia lớp tập huấn cán bộ đoàn chủ chốt khu vực công nhân lao động trực thuộc thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, với các hoạt động chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác tập hợp thanh niên công nhân và kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn, phong trào thanh niên công nhân trong tình hình mới. Tham gia lớp học, các cán bộ đoàn chủ chốt khu vực công nhân lao động cũng tổ chức các hoạt động công tác xã hội và tham gia các hoạt động giao lưu, gắn kết, trao đổi kinh nghiệm với nhau. Các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và công tác đoàn cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt luôn được Ban Thường vụ Thành đoàn quan tâm và tổ chức định kỳ hàng năm. Qua các lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thanh niên và của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố.